chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, Ngọc Hương và cô Diệu Thảo xin được chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình. Chào Ngọc Hương, bữa nay cô đang chuẩn bị một món ăn mà cô nghĩ là Ngọc Hương sẽ rất là thích luôn. Rất là thích luôn. Coi điệu bộ cô Diệu Thảo rất là tự tin mà không biết là món ăn gì vậy cô. Nhưng mà Ngọc Hương chắc là thích ăn cóc phải không? Cóc hả? Có phải là con cóc trong hang, con cóc nhảy ra, con cóc nhảy ra, con cóc ngồi đó, đúng không cô? Không có đâu, cô không có hướng dẫn món ăn với lại thịt cóc mà là cô hướng dẫn một món ăn với lại trái cóc. Trái cóc hả? Ừ. Vậy thì không chỉ Ngọc Hương mà Ngọc Hương tin là quý vị khán giả đa phần cũng thích ăn trái cóc. Bởi vì chua chua nè, giòn giòn nè, mà lại có tác dụng trị cảm cúm nữa. Chính xác rồi. Trong 100g trái cóc như vậy thì có khoảng 42mg vitamin C. Cho nên cóc có tác dụng trị cảm cúm rất là tốt. Còn giúp giải nhiệt nè ha, làm tăng sức đề kháng của cơ thể và đặc biệt là giúp giảm đường huyết nữa. Như vậy là quá phù hợp với chủ đề là món hè vui khỏe rồi. Nhưng mà không biết tên món ăn là gì cô Thảo ha? Món ăn này cô thực hiện chỉ trong tích tắc là xong ngay, đó là món gỏi trái cóc. Để thực hiện món ăn này thì chúng ta cần chuẩn bị khoảng 600g trái cóc tươi, 100g tôm khô ngâm mềm, rau cần tàu, củ hành tây, rau răm, ớt tươi, củ hành tím băm, hành phi, tỏi băm, mè rang, các loại gia vị thông thường, giấm gạo Lisa và một loại gia vị không thể thiếu, đó là bột ngọt Ajinomoto. Đầu tiên là chúng ta sẽ chế biến cái phần trái cóc trước. Trái cóc này mua về thì chúng ta gọt sạch cái phần vỏ đi, ngâm trong nước có pha một chút xíu muối. Sau đó thì cô sẽ cắt cái phần trái cóc này ra. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái dao răng cưa như thế này, chúng ta sẽ xắn sợi. Chúng ta sẽ ướp vào trong phần cóc này khoảng 2 muỗng cà phê đường nè. Chỉ để khoảng chừng 5 phút thôi để cho đường thấm làm cho giảm bớt vị chua của cóc. Và sau đó thì chúng ta tiếp tục sơ chế đến phần tôm khô. Sau khi ngâm mềm rồi thì cô sẽ giã dập cái phần tôm này đi. Dạ. Khi mà giã dập như thế này thì sẽ giúp cho tôm mềm hơn. Khi chúng ta trộn gỏi tôm sẽ mềm và đồng thời cũng sẽ thấm gia vị sẽ ngon hơn. Dạ. Rồi. Giờ phần tôm đã được giã hơi dập dập rồi đó Ngọc Hương. Dạ. Phần cần tàu thì cô chẻ nhỏ. Đến phần rau răm thì cô sẽ sắc nhuyễn. Hành tây thì chúng ta sẽ cắt thật là mỏng như thế này hoặc là bào mỏng. Hành tây chắc hẳn là mình cũng phải ngâm vô một ít nước đá để giảm mùi hăng đúng không cô? Chính xác, Ngọc Hương nói rất là đúng. Khi làm món gỏi đó thì bao giờ chúng ta cũng phải chú ý đến một cái thành phần rất là quan trọng, đó là nước trộn gỏi. Nước trộn gỏi thì làm bằng hai nguyên liệu chính, đó là nước mắm với lại đường. Thì bây giờ đầu tiên cô sẽ cho đường vào trước nè. Chúng ta sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh đường. Kế đó cô sẽ cho tiếp 2 muỗng canh nước mắm, thêm khoảng nửa muỗng canh giấm gạo Lisa và cuối cùng là 1 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Sau khi mà chúng ta hòa thật là đều để cho đường tan rồi thì sẽ còn 2 nguyên liệu cuối cùng nữa, đó là tỏi và ớt. Đúng rồi. Bây giờ cô sẽ cho tỏi băm vào nè và cô sẽ cho thêm phần ớt băm. Ở đây cô sử dụng hai loại ớt nè, Ngọc Hương để ý. Thứ nhất là cái phần ớt sừng cô băm nhỏ để tạo nên cái màu đỏ cho cái phần nước trộn gỏi. Và cô cho thêm một ít cái phần ớt hiểm băm này nữa để tăng thêm cái độ cay. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đặt chảo lên bếp nè Ngọc Hương. Dạ. Cô sẽ cho cái phần tôm khô vào. Chúng ta muốn khử mùi của tôm khô thì chúng ta sẽ cho tôm khô vào lúc chảo nóng như thế này. Chúng ta rang sơ sơ thôi, cũng không rang quá kỹ vì sẽ làm cho tôm rất là cứng không ngon. Sau khi tôm khô bốc mùi lên rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cho hành tím này vào. Hành tím sẽ giúp cho cái mùi thơm của hành đó thấm vào trong tôm, làm cho tôm khô rất là thơm và ngon. Sau khi chúng ta đã rang tôm với lại củ hành tím rồi thì bây giờ cô sẽ trút phần tôm khô này ra. Cô cho một ít dầu nào. Đợi cho dầu trong chảo nóng rồi chúng ta sẽ cho tỏi vào. Tỏi phi đã có cái màu vàng nhẹ và thơm rồi, cô sẽ trút phần tôm khô này vào. Bây giờ Ngọc Hương cho lửa nhỏ đi, chúng ta đảo đều để cho tôm khô thấm với lại cái phần dầu và tỏi phi này, cho cái món tôm thêm phần thơm ngon. Và đặc biệt là cô sẽ phải nêm thêm một ít đường và một ít bột ngọt Ajinomoto. Chúng ta cho thêm hai nguyên liệu này vào giai đoạn cuối giúp cho tôm sẽ có vị ngon và ngọt hơn. Dạ. Phần tôm khô này sau khi xào xong thì quý vị khán giả nhớ lưu ý chúng ta trút ra và để cho thật nguội, xong rồi chúng ta mới tiếp tục trộn gỏi. Bây giờ chúng ta sẽ trộn gỏi, cô sẽ cho phần rau cần, hành tây và cô sẽ rưới cái phần nước trộn gỏi này vào. Tôm khô sau khi chúng ta để nguội rồi chúng ta cho hết tôm khô vào trộn chung. Phần rau răm chúng ta cũng sẽ cho hết vào. Hành phi và mè rang là hai nguyên liệu để tạo nên cái độ thơm cho món ăn. Chúng ta sẽ cho vào khoảng một phần nửa thôi. Phần nửa còn lại chắc chắn là cô Diệu Thảo để dành để trang trí rồi. Đúng rồi, cô sẽ để trên mặt ở giai đoạn cuối cùng.
cô lại cho tiếp thêm một ít cái ớt sắc sợi này vào nữa để có thêm màu đỏ. Bây giờ cô sẽ cho ra dĩa nè. Wow, nhìn hấp dẫn quá. Chưa đâu, cô còn rắc thêm một chút mè, cho thêm một chút hành phi và một ít ớt, rồi cô để một cái cọng rau cần lên. Như vậy là đã hoàn tất rồi. Chưa hoàn tất cô Dự Thảo ơi, còn một công đoạn nữa chứ. Cô nhớ mà không có quên đâu, cô sẽ cho Ngọc Hưng thử ngay. Dạ. Đây. Cảm ơn cô Dự Thảo. Chua chua nè, ngọt ngọt nè, tôm khô thì ngọt mà thơm chứ không có mùi gì hết á. Mà em cảm thấy á, nước trộn gỏi này á mới là phần quyết định, bởi vì món gỏi lại vừa ăn mà có vị chua dịu của giấm gạo Lisa. Và cái món ăn này ngoài cái chuyện là ngon miệng như vậy cũng rất là dễ làm và đơn giản nữa. Chúng ta có thể thực hiện món ăn này khi ăn á, thì có thể dọn kèm với một ít bánh tráng mè nè, hoặc là bánh tráng phồng tôm cũng rất là thích hợp. Mà mình có thể thực hiện trong gia đình hoặc là đãi khách, đãi bạn bè cũng rất là ngon đó nha. Dạ, món hè vui khỏe. Quý vị khán giả hãy đừng quên viết thư về cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để chia sẻ những tình cảm, sự quan tâm cũng như là những góp ý về cho chương trình để chương trình mỗi ngày một tốt hơn quý vị nhé. Hộp thư 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557. Còn bây giờ Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.